Dự báo thời tiết chiều và đêm 15 tháng 11. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ.